TDI, chuẩn xác công năng, nâng tầm giá trị. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Không gian cộng, được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh thông tin Invest TV. Tuần trước, chúng tôi đã đưa đến các bạn những cái nhìn thú vị về những công trình kiến trúc độc lạ trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, bên cạnh đó là trải nghiệm những không gian sống xanh và hiện đại. Vậy trong số phát sóng tuần này có những gì đặc biệt? Mời quý vị cùng theo dõi. Tòa nhà tại thủ phủ gốm Bát Tràng trị giá 150 tỷ đồng. Mái nhà cổ tích tọa lạc giữa rừng Nhật Bản. Kiến trúc mái ngói đan độc đáo tại khách sạn vùng Nam Bộ. Trải nghiệm căn nhà có sự thay đổi cảnh quan và độ cao ấn tượng. Biệt thự 3 khối hộp vuông với tầm nhìn sân golf tại Đăng Đảo. Góc trải nghiệm nhà phố không gian biệt thự. Góc tư vấn loại cây khắc tinh của phòng ngủ. Thưa quý vị, mới đây, hình ảnh một công trình có thiết kế độc đáo tại Bát Tràng đang được lan truyền mạnh trên mạng xã hội với rất nhiều mối quan tâm về quy mô, không gian bên trong. Thậm chí có ý kiến cho rằng đây là một căn dinh cơ hoành tráng của một đại gia Việt. Mới đây, hình ảnh một công trình có thiết kế độc đáo tại Bát Tràng đang được lan truyền mạnh trên mạng xã hội với rất nhiều mối quan tâm về quy mô, không gian bên trong. Thậm chí có ý kiến cho rằng đây là một căn dinh cơ hoành tráng của một đại gia Việt. Trung tâm Tinh Hoa Làng Nghề Việt, một công trình do Văn phòng Kiến trúc thiết kế từ năm 2018. Đây là một quần thể kiến trúc nằm trong khu đất rộng 3.700m2 với một mặt hướng vào làng Bát Tràng, một mặt ngoảnh ra dòng kênh Bắc Hưng Hải. Công trình có tổng số vốn đầu tư ước tính 150 tỷ đồng. Theo đơn vị thiết kế chia sẻ, công trình lấy cảm hứng từ hình ảnh những khối bàn xoay vuốt gốm giao thoa với nhau. Ở một góc khác, người nhìn có thể liên tưởng đến hình ảnh lò bầu cổ của người Bát Tràng xưa. Hiện tại, bảo tàng gốm đang hoàn thiện, dự kiến tháng 6 năm nay có thể đưa vào vận hành, trưng bày các sản phẩm làng nghề, kết nối các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Tại đây không chỉ là nơi lưu giữ gìn văn hóa của làng gốm Bát Tràng, mà còn là nơi để du khách có thể tham quan, chiêm ngưỡng tất cả những giá trị của làng nghề. Với chức năng bảo tàng và trung tâm thương mại, trưng bày các sản phẩm tinh hoa, công trình gồm hai khối chính. Khối bảo tàng phía ngoài tạo ấn tượng ở quảng trường gốm, nơi trưng bày các sản phẩm thủ công. Các tầng trên là nơi trưng bày các dòng gốm nổi tiếng của làng. Ngoài ra, khu vườn chân mái vừa tạo cảnh quan đẹp, cũng là không gian xanh để thư giãn và giao lưu. Khối 4 tầng bên trong dành cho các hoạt động khác như nhà hàng và khu biểu diễn. Thưa quý vị, được xây dựng gần thị trấn Nasu, một vùng nông thôn Nhật Bản, dưới chân ngọn núi lửa Nasu, tòa nhà nằm giữa hai phòng khách sạn hiện có giữa khu rừng. Ý tưởng của dự án là tạo ra một tòa nhà cổ tích giữa khu rừng. Đội ngũ kiến trúc muốn tòa nhà có tầm nhìn ra giữa tán cây và trở thành một biểu tượng trong khu rừng, một điểm bốc cho khách sạn khi du khách nhìn từ con đường dẫn lên đó. Pokopoko nằm trên một con đường nối giữa hai khu vực của khách sạn, được thiết kế từ ba hình nón bằng gỗ kết nối với nhau, tạo ra một cấu trúc hình dạng cực kỳ đặc biệt. Ý tưởng thiết kế này giúp tòa nhà có hình dáng nhấp nhô nổi bật giữa những tán cây xung quanh con đường, tiếp cận khu trung tâm của khách sạn. Tại khách sạn sẽ được sử dụng như một trung tâm hoạt động và không gian thư giãn cho khách du lịch. Mỗi tòa nhà hình nón đều được thiết kế để có chức năng riêng biệt, với tòa ở giữa dành riêng cho hoạt động nấu nướng và ăn uống. Tại đây, du khách và gia đình có thể tham gia vào các buổi hội thảo ẩm thực. Tòa nhà hình nón trung tâm được bao bọc bởi hai không gian nhỏ hơn. Một không gian được thiết kế cho trẻ em và một không gian là thư giãn dành cho người lớn. Cấu trúc mái của tòa nhà được xây dựng từ gỗ thông địa phương. Để cấu tạo nên mỗi hình nón là một loạt các dầm ghép nối, chạy giữa một vòng thép phía trên các bức tường kính của tòa nhà, cùng vòng thép xung quanh đèn mái. Thiết kế độc đáo của khách sạn mang đến một công trình hài hòa với thiên nhiên, hướng đến mục tiêu tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu cho du khách. Công trình tọa lạc trên một con đường làng quê yên bình, ngoại ô thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Khu vực này thuộc Nam Bộ, nơi có những cánh đồng lúa lớn và những vườn cây ăn trái khổng lồ. Phạm vi công trình có diện tích 1.000m2 với hai phần hiện hữu, phần trước với mái ngói dọc theo khu vực, phần còn lại được bao phủ bằng các tấm kim loại. Chủ sở hữu công trình có kinh phí eo hẹp, muốn cải tạo nơi đây thành một khu nghỉ dưỡng với những tiện nghi cơ bản, đơn giản và mang nét đặc trưng lâu đời của vùng. Lấy cảm hứng từ kỹ thuật đan trong thủ công mỹ nghệ, kiến trúc sư sử dụng ngói, thanh thép tròn, gạch để đan vào những tấm rèm trơn, che hai phần của công trình.
những tấm rèm bằng đất nung này có thể ngăn chặn ánh sáng trực tiếp chiếu xuống các mái nhà bên dưới, do đó làm giảm bức xạ nhiệt và làm cho toàn bộ công trình trở nên mạch lạc. Hệ rèm đất nung này đã tạo ra một ngôn ngữ thống nhất cho toàn công trình. Khu vực bếp và các tiện ích công cộng nằm phía sau hướng tầm nhìn ra hồ bơi, phù hợp để tổ chức các bữa tiệc ăn uống cả trong nhà và ngoài trời. Vật liệu hoàn thiện cũng như các vật dụng nội thất đều là các thể loại dễ kiếm, một số được làm từ các xưởng tại địa phương và sử dụng vật liệu tái sử dụng. Thưa quý vị, tòa nhà có khu vực khách sạn 12 phòng, hai không gian cà phê khác nhau cùng với những con đường được thiết kế gián đoạn. Du khách có thể trải nghiệm và cảm nhận sự thay đổi của độ cao khi nhìn xuống các thung lũng hay khu vườn bên dưới quán cà phê. Công trình gồm các hạng mục khách sạn, nhà hàng và quán bar xây dựng trên diện tích 2.000m2 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Với nguồn cảm hứng là rừng thông lúc bình minh, tạo nên 70 cây cột bao bọc dưới lớp tôn sáng màu là điều quyết định phần vỏ và kết cấu của công trình. Lớp tôn xuyên sáng có thể tạo ra hiệu ứng ánh sáng khác nhau, từ mờ hoàn toàn đến trong như pha lê. Mỗi nếp gấp của lớp tôn giống như những nếp gấp của loại vải ưa thích. Khu vực khách sạn có 12 phòng, mỗi phòng đều khác biệt về mọi mặt nhờ cấu trúc hình tròn của tòa nhà. Tất cả các phòng đều có hướng nhìn ra đồi, rừng thông và khu vườn ở trung tâm. Tông màu trắng làm chủ đạo khiến cho nội thất mỗi phòng đều được tối giản hóa, loại bỏ tất cả các đồ đạc không cần thiết, giúp tăng cường nguồn ánh sáng tự nhiên. Vì vậy, màu sắc và nhiệt độ sẽ luôn phản ánh điều kiện khí hậu của vùng đất có độ cao 1.500m. Khu vực cà phê là nơi du khách có thể trải nghiệm sự tối giản cũng như bố cục không gian rõ ràng, đồng thời có thể ngắm bình minh, nhìn cảnh đẹp nhất. Các chỗ ngồi cũng được xếp thành những chiếc ghế dài giống như hang động, tất cả đều nhìn ra thung lũng và khu vườn bên dưới. Tòa nhà còn có điểm đặc biệt là các hành lang bao quanh thân tròn tạo thành con đường đi bộ dành cho khách lưu trú. Mọi căn phòng tại khách sạn đều được chiếu sáng rực rỡ, hướng nhìn mở rộng xung quanh. Tới đây du khách có thể trải nghiệm sự luân chuyển của ánh sáng và bóng tối, sự thay đổi liên tục của cảnh quan, khoảng cách và độ cao trong công trình này. Biệt thự nghỉ dưỡng nằm trong một thung lũng dưới chân núi thuộc thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Phúc, được thiết kế bởi Tropical Space. Mặt trước của nhà là hướng đông, đón bình minh, mặt sau là hướng thung lũng Sơn Gôn, hướng tây ngắm hoàng hôn. Ngôi nhà được thiết kế 3 tầng với 3 khối hộp được chồng lên nhau. Với thiết kế đơn giản, bên dưới là ao cá và sân chơi. Mặt trước là nhà hướng đông, đón bình minh, mặt sau hướng thung lũng Sơn Gốc hướng tây ngắm hoàng hôn. Ô lớn nhất là tầng 2 với kích thước 22 x 22 x 3,3 m. Các ô trệt và hầm có kích thước 16 x 16 x 3,3 m. Một khoảng trống 6,5 x 6,5 ở giữa các hộp là ao cá được đặt ở tầng trệt. Lối vào của ngôi nhà là từ chân núi, các kiến trúc sư đã thiết kế sảnh chính ở tầng trệt. Phía trước và phía sau được mở rộng và liên thông với sân sau. Sân và ao cũng góp phần thông gió để đưa không khí vào nhà. Tầng trệt được thiết kế mở là nơi để ngồi uống trà thư giãn và cảm nhận những khoảnh khắc thay đổi của thời tiết, cảnh vật cũng như nắng và mưa. Tầng 1 là nơi tiếp khách và là bếp chính liên thông với khu BBQ ngoài trời. Tầng hầm gồm 2 phòng ngủ, có tầm nhìn ra thung lũng, khu vực quầy bar và hầm rượu, nơi mọi người có thể ngắm hoàng hôn và đàn cá bơi qua bể cá lớn. Tầng 2 bố trí phòng ngủ chính và 3 phòng ngủ khác, với các góc nhìn được xuyên qua nhiều lớp khoảng trống tạo ra chiều sâu của không gian. Phía tầng thượng là khu vực cắm trại, nơi mọi người có thể trải nghiệm sương sớm, đi bộ xuyên từ núi xuống thung lũng và quay trở lại. Điều này cũng tạo ra không gian đệm hoặc ranh giới mờ giữa không gian trong nhà và khung cảnh bên ngoài.
tôi đã nỗ lực không ngừng tìm hiểu, xây dựng, nghiên cứu, đưa ra giải pháp và cho ra đời dòng bánh lạnh theo công nghệ Nhật Bản. Sử dụng công nghệ làm lạnh nhanh IQF cho hàng dùng từ 12 đến 16 tháng. Tiết kiệm tối đa chi phí, tăng khả năng vận chuyển trên toàn quốc. Giá cạnh tranh so với thị trường. Chất lượng, hương vị độc bộ cho tất cả sản phẩm. Khả năng cung cấp số lượng lớn. Đa dạng sản phẩm và dễ sử dụng. Chúng tôi tự hào tìm được và giữ được hương vị bánh theo tiêu chuẩn công nghệ Nhật Bản, trao giải pháp hữu ích đến doanh nghiệp. Kishin, giải pháp hoàn hảo cho khó khăn của bạn. Thưa quý vị, biệt thự nhà phố, loại hình nhà ở mới xuất hiện theo nhu cầu của đô thị mới. Thiết kế nhà này giúp bộ mặt đô thị thoát khỏi cảm giác chật chội của những căn nhà san sát mà không quá nhiều diện tích. Sự hòa trộn giữa hai kiểu dáng khác nhau của nhà ống và biệt thự đã tạo nên một phong cách riêng và sức hút cho nhiều người. Rồi, xin chào quý vị và các bạn, tiếp tục với lại chuyên mục Nhà đẹp Bình Dương. Ngày hôm nay thì tôi tiếp tục giới thiệu với các bạn về một căn nhà đẹp và một căn nhà có thiết kế đẹp. Thì đương nhiên, đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay thì cũng sẽ có một vị khách. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một hot girl khá là xinh đẹp. Chào em, rất là vui được gặp em. Thưa mọi người, đây là Linh. Ngày hôm nay thì Linh đang có nhu cầu mua nhà. Chính vì vậy cho nên là cũng nhân tiện Linh đi xem nhà. Thì Phong làm một cái clip ngắn để chia sẻ với Linh cũng như là giới thiệu đến quý vị anh chị, những người đang có nhu cầu và những người đang có nhu quan tâm về mẫu nhà đẹp. Thì ngày hôm nay thì anh em mình đang có mặt ở đường hẻm 411 đường Nguyễn Đức Thuận nha Linh. Và anh sẽ giới thiệu với em về một căn nhà là có diện tích là chiều ngang 6m và chiều sâu là 17m. Đấy, hiện tại là mình đang đứng ở sân của căn nhà. Thì căn nhà này thì đường trước nhà như em thấy đó là đường nhựa 5m. Ô tô là ra vào là thoải mái đúng không? Mình thấy có ô tô ở ngoài. Đó. Còn căn nhà thì ở đây được thiết kế là ngang 6m và sâu là 17m. Hướng của căn nhà này là hướng Tây. Hướng Tây. Hợp với em rồi. Hợp với em. Ok, hợp với em là rất là tốt rồi. Thì ở đây thì em quan sát ở bên ngoài ấy, thì cái căn nhà này được xây dựng theo cái lối kiến trúc là hiện đại. Đấy, mình cứ tham quan đi. Ở bên trên kia là sử dụng những cái hình khối với dạng là vững chãi, chắc chắn. Đấy. Còn cái khu vực sân ở đây chẳng hạn thì em thấy là có rất là nhiều những cái ô để mình có thể tạo hình. Em có thể đắp. Đúng rồi. Em có thể đắp thêm những cái phù điêu ở đây. Rồi ở đây có dây điện này, mình có thể để những bức tranh. Đó. Thì căn nhà này thì được thiết kế cái dạng chữ N. Sân này cũng chữ N luôn này. Chỗ này để xe thoải mái, xe bán tải này anh có để thử vào đây rồi. Này chắc để được 2 chiếc anh nhỉ? Nếu như mà xe nhỏ thì để được 2 chiếc, còn xe lớn thì chắc mình để 1 chiếc thôi, còn chừa chỗ để xe máy. Còn khu vực bên này thì có một cái tiểu cảnh khá là đẹp này em. Đúng rồi, thì bên này thì có cái tiểu cảnh khá là đẹp. Thực ra thì bây giờ nhà thì cũng nên có cây xanh. Có cây xanh thì nó sẽ mang đến cái sự xanh tươi mát mắt cho căn nhà. Đặc biệt là những cái cây xanh này này, hàng ngày nó quang hợp ánh sáng ấy, thì nó có cái oxy, nó tạo ra những cái sự thân thiện cho căn nhà rất là tốt. Mình vào trong tham quan thử đi. Nhà này thì có cái diện tích xây dựng là 65m2. Ở bên trên ban công mình có đua ra thêm 1m2 nữa. Thì phía chân sàn trên nó rộng hơn. Ngồi thử đi em. Thì trong này là khuôn viên anh em mình đang ngồi là phòng khách. Thì tất cả trong này thì có một số nội thất ấy, thì gia chủ người ta sẽ tặng lại cho mình luôn. Chủ người ta tặng cho mình những cái nội thất luôn. Thì em đúng rồi. Bộ ở đây có một bộ sofa, rồi phía trước là mình có hệ thống tủ để tivi. Đấy, thì em nhìn cái bố trí của cái phòng khách này nó cũng vừa phải để gia đình sử dụng. Như căn nhà này thì cũng có một vài cặp vợ chồng là người ta ở bên nước ngoài họ về họ xem ấy, họ khá là thích cái mẫu này. Mình đi tham quan thử đi nhá. Đó, bên này thì tủ tivi này, cửa sổ lấy ánh sáng, tại vì sân của mình bên này còn khu vực sân nữa. Cho nên mình sẽ có hai cửa sổ này, lấy ánh sáng đây rất là thuận tiện. Đấy, anh có em bật điện chưa đã? Đây. Đó. Ở trên là đèn chùm, đèn led rất là đẹp nhá. Đó, những cái trang trí ở bên trên là trần thạch cao khá là đẹp. Và đây thì mình có một cái cây trầu. Đấy, nó tạo cái xanh tươi trong bên trong. Còn ngăn cách giữa cái phòng khách ấy, với cầu thang thì sử dụng một cái nam gỗ. Đó. Cầu thang thì vẫn đặt ở chính giữa nhà. Đấy, nhưng mà nó có những cái nam này nó sẽ che bớt đi. Ngoài vào sẽ không nhìn thấy rõ lắm. Đấy. Đúng không?
Còn phòng khách, phòng bếp đây. Bếp thì có một cái bộ bàn nam rất là đẹp, rất là sang trọng, nhìn rất là quý phái đúng không? Đợt vừa rồi anh có đi sang bên Thái Lan ấy, nó có một cái ngôi nhà gọi là ngôi nhà tỷ phú ấy. Ở trong ngôi nhà tỷ phú người ta dùng toàn cái đồ này thôi. Ừ. Rất là đẹp. Đẹp mà, sen, màu này nó sen. Ừ. Đấy, màu hồng cánh sen rất là đẹp. Từ đây thì mình có thể nhìn ra cái không gian cửa sổ, cái cửa có một cái cửa đi đấy, thì xuyên ra cái khu vực sân, nhìn khá là rộng. Còn phía cuối này là bếp. Bếp thì được sử dụng là ván gỗ An Cường, đã được xử lý về cái vấn đề về mối mọt rồi. Đó. Đã được xử lý về cái vấn đề về mối mọt. Bếp. Bếp này là đá hoa cương. Đó. Hệ thống nước nồi, nước nóng, nước lạnh là trên nhà là đầy đủ hết rồi. Ừ. Thì khu vực bếp này nó cũng rơi vào khoảng chừng 20 m². Khu vực phòng khách cũng khoảng 20 m². Mình chừa một cái phòng ngủ ở phía sau rồi này. Ở đây mình có một cái phòng ngủ ở đây. Ừ. Tại vì nhiều khi là thiết kế thì có những gia đình, có những cô bác anh chị lớn tuổi ấy, nhiều khi mình phải có phòng ngủ, không gian của phòng ngủ. Đó. Cái gạch này là giả gỗ hay là sao? Cái này là sàn gỗ em. Ừ, sàn này là sàn gỗ luôn. Tất cả các phòng ngủ ở trong căn nhà này đều được sử dụng sàn gỗ. Phòng ngủ này thì có một điều đặc biệt nữa là có thêm cái nhà vệ sinh ở đây. À, đấy có không gian nhà vệ sinh. Cái sàn gỗ này mình lau chùi rồi nó có vị mối mọt gì không? Không em ơi, cái này nó là sàn gỗ công nghiệp chứ không phải là sàn gỗ tự nhiên. À, nó là sàn gỗ công nghiệp. Sàn gỗ tự nhiên ấy thì mình mới sợ về mối mọt. Còn nếu mà sàn gỗ công nghiệp này ấy, mà người ta làm ở trên nền bê tông ấy thì nó không có mối mọt đâu. Đó. Thì phía cuối này thì cũng có thêm một nhà vệ sinh nữa. Nhà vệ sinh này là nhà vệ sinh sử dụng chung cho toàn thể căn nhà. Em vào tham quan thử đi, có điện bật này. Đó. Đấy là không gian nhà vệ sinh chung. Ừ. Đó thì căn nhà này thì diện tích xây dựng ở dưới này là 60 m² và có một phòng ngủ ở phía dưới. Còn bên trên. Rồi mình lên trên thử đi. Nhìn có vẻ là cũng sang trọng đúng không em? Dạ. Đó thì trên cái lầu trệt này em thì toàn bộ là được sử dụng là sàn gỗ. Cũng là sàn gỗ công nghiệp. Thì tại vì ở đây thì cũng thông cảm là bởi vì xây xong cũng cả tháng rồi mà chưa có người ở cho nên là nhìn nó cũng hơi có bụi chút chút. Ở trên này thì có hai phòng ngủ phía trước và phía sau. Một ban công ở phía đó và một khu vực sân phơi ở phía sau. À. Ừ. Nhỏ mình chế nhiều phòng quá. Đúng rồi. Ừ. Nói chung là thoải mái. Đây. Đây là không gian của cái khu vực này mình có thể làm sân phơi. Ở ngoài này thì mát. Đó, view đằng sau nhà mình thì người ta cũng xây nhà hết rồi. Còn mỗi cái chỗ này là có đất trống này, là chưa có người xây. Còn hai bên này người ta xây hết rồi. Còn này là nhà vệ sinh chung ở trên này. Phòng này thì giống phòng dưới rồi. Đúng rồi, phòng này cũng giống phòng dưới. Trên này là hai phòng. Đúng rồi, trên này hai phòng. Thì cái phòng, phòng. Cái phòng phía trước này ấy, thì mình có làm một cái nhà vệ sinh ở bên trong. Ừ, đó, ở trên này là gắn sẵn máy lạnh hết rồi. Ừ. Phòng dưới cũng gắn sẵn máy lạnh, nói chung phòng nào gắn máy lạnh hết rồi. Có máy lạnh. Đúng rồi, còn như cái phòng này thì nó rộng nhất nhà. Phòng này thì cửa sổ bao xung quanh, view nhìn ra phía đằng trước. Hướng nhà hướng Tây em thì nhà này hướng Tây Nam. Nhà hướng Tây thì thường nó bao giờ nó cũng sẽ bị nóng. Thực ra thì cái này nó do cái cung mệnh của mình thôi. Người hợp hướng Tây thì đòi tìm cho bằng được hướng Tây, đúng không? Đó, như em thấy cái phòng này cửa sổ là bao quanh luôn. Bên này cũng hai cửa sổ. Đúng rồi, thì mình gắn thêm cái rèm vào thôi, đúng không? Đó. Thì như căn nhà này là đang được giao bán với giá 4.3 tỷ. Ừ. Chủ còn thương lượng bớt một chút. Em nói tổng diện tích là như nào? Tổng diện tích ấy, là ngang 6 m và chiều sâu là 17 m. Xây đúng rồi, xây dựng là 60 m² sàn tầng dưới, tầng trên có đua ra thêm cái ban công. Đấy, gồm có là hai phòng ngủ, ba phòng ngủ, một phòng phía dưới và hai phòng phía trên này, một cái không gian sinh hoạt chung ở đây.
thì mình có thể sử dụng để làm không gian phòng thờ ở đây. Đấy, nếu như mình nhà mình sử dụng phòng thờ thì mình sử dụng phòng thờ ở đây. Còn nếu như phần thổ cư là phần 60 đó đúng không? Sổ thổ cư nhà này là 70. Đất ở trên sổ là thổ cư 70. Đó, thì người ta cũng không xây hết đất mà chừa những cái không gian ví dụ như sân. Đó. Ok, cảm ơn em đã trải nghiệm tham quan căn nhà cùng với anh. Vừa rồi thì Phong với lại Ninh trải nghiệm một căn nhà nằm ở trên hẻm 411 đường Nguyễn Đức Thuận, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Và căn nhà này cũng được giao bán, nếu như anh chị nào có nhu cầu mua hay là có nhu cầu xây dựng và muốn tư vấn về thiết kế thì có thể liên hệ với Phong. Phong sẽ để số điện thoại ở phía dưới phần mô tả phía dưới. Cuối cùng xin chào hẹn gặp lại các anh chị trong những clip tiếp theo. Hãy chia sẻ clip này để cho anh em bạn bè mình cùng biết nhé. Rồi xin chào các bạn. Phòng ngủ là một không gian mà chúng ta nghỉ ngơi và lấy lại năng lượng sau một ngày dài học tập và làm việc. Vậy nên khi trang trí phòng ngủ bằng cây xanh, bạn cần hết sức lưu ý để nó phù hợp với phong thủy, đem lại sức khỏe và may mắn cho gia chủ. Theo phong thủy, không gian phòng ngủ thiên về tĩnh, vì thế không nên trồng những loại cây to, màu đậm, có gốc xù xì và thô nhám. Ngoài ra, nên tránh những loại cây lá to cản trở tầm nhìn, vướng lối đi và gây khó khăn cho việc di chuyển. Thứ nhất về cây kim tiền. Từ cái tên, cây kim tiền được cho là sẽ mang lại tài lộc, giàu sang, phú quý đến cho gia chủ. Vị trí đặt cây kim tiền cũng hết sức quan trọng bởi nó cần phù hợp với cả phong thủy và điều kiện phát triển của cây. Loại cây này thường được đặt ở những nơi có nhiều ánh sáng như bệ cửa sổ, phòng khách, cạnh cửa ra vào. Tuy nhiên, đặt cây kim tiền ở phòng ngủ được coi là cấm kỵ. Thứ hai, cây xương rồng. Theo phong thủy, cây xương rồng có sức mạnh hóa hung thành may. Tuy nhiên, bạn chỉ nên đặt cây xương rồng ở ngoài cửa để bảo vệ gia đình khỏi các nguồn khí xấu. Nếu đặt trong phòng ngủ, cây xương rồng mang lại hàm ý đối đầu, khiến vợ chồng bất hòa, lục đục bởi có nhiều gai nhọn xung quanh. Thứ ba, cây phát tài. Cũng giống như kim tiền, cây phát tài được coi là sẽ mang tài lộc, may mắn cho gia chủ. Những vị trí thích hợp nên đặt cây là trong hành lang hoặc bàn làm việc. Nên tránh đặt cây trong phòng ngủ bởi khi tiếp xúc, chất độc trong thân lá có thể gây ngứa, bỏng rát và thậm chí là tử vong. Thứ tư, cây bạc hà. Loại cây này có mùi hương nồng trong phòng ngủ và ban đêm, cực kỳ phản khoa học. Các mùi hương phát ra từ cây trồng có thể khiến bạn gặp nguy hiểm. Một số trường hợp bạn có thể rơi vào trạng thái hôn mê hoặc khi không khí trong phòng đạt tỷ lệ oxy quá thấp và có nhiều mùi hương lạ. Những chia sẻ vừa rồi sẽ đem lại thông tin hữu ích cho mọi người để có thể lựa chọn cho phòng ngủ của mình những loại cây phù hợp và tốt cho sức khỏe.
vậy, kiến trúc không chỉ là đưa ra những giải pháp thiết kế phù hợp mà còn mang lại giá trị nhân văn trong mỗi không gian sống. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những chia sẻ từ Không Gian Cộng ngày hôm nay, cũng như cảm ơn sự đồng hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Phát triển TDI. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin cũng như kiến thức bổ ích. Nếu quý vị cần tư vấn về không gian sống hay có thắc mắc về chương trình, xin vui lòng liên hệ theo số hotline là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ email banbiên tập@invest.com.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này tuần sau.